chào mừng quý vị và các bạn đã đến phần hướng dẫn nâng cao của phần mềm Avid là Kit 7 Pro. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một tính năng chỉnh màu của phần Avid là Kit 7, đó là phần Colorization. Thì với Colorization thì các bạn có thể chỉnh được những cái màu mà theo cái ý muốn của các bạn. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ chọn một cái cạnh, chúng ta sẽ cắt cái đoạn này. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái đoạn cuối của nó. Chúng ta sẽ cắt. Như vậy chúng ta được một đoạn clip. Bây giờ chúng ta sẽ làm thao tác chỉnh màu trên cái đoạn clip này. Trước tiên các bạn thấy ở trên đoạn phim này có rất nhiều màu. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái áo. Ví dụ ở đây chúng ta thấy sẽ cái váy của cô gái có cái váy màu xanh này. Chúng ta sẽ chuyển thành một cái màu khác. Thì chúng ta làm cách nào? Có hai cách để áp dụng filter coloration vào. Cách thứ nhất, chúng ta vào library. Chúng ta chọn phần Classic FX. Và chúng ta tìm đến filter là Coloration Editor. Chúng ta sẽ kéo vào phim. Kích phải chuột vào clip, chọn FX Pro T. Chúng ta sẽ kích phải chuột vào đây và chọn Edit. Cách thứ hai, chúng ta sẽ kích vào cái biểu tượng có hình khối vuông ở đây. Chúng ta sẽ kích vào và chương trình sẽ có một phần là Coloration Editor. Thì chúng ta sẽ kích vào đây. Hoặc nếu chúng ta không có cái biểu tượng này, chúng ta sẽ kích phải trượt vào thanh toolbar, chọn Customize. Sau đó chúng ta vào phần FX, chúng ta kéo cái biểu tượng đó vào trong thanh toolbar. Sau khi xong, chúng ta sẽ kích vào clip này và chọn biểu tượng này, chọn Coloration Editor. Chương trình sẽ tự động áp dụng cái filter đó và tự động chạy vào bảng Coloration. Thì ở đây chúng ta sẽ kích vào điểm tam giác ở giữa này. Chương trình sẽ sổ ra các cái công cụ nâng cao cho coloration. Thì trước tiên thì với những cái tính năng cơ bản, ví dụ như chúng ta thấy màu xanh này thì chúng ta chỉ việc chọn cái mức là green và chúng ta chọn saturation để chúng ta đổi màu. Chúng ta muốn reset lại về như cũ thì chúng ta sẽ chọn phần reset ở đây. Thì đó là những cái tính năng cơ bản, nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng những cái tính năng này, chúng ta không thể chuyển những cái màu theo cái ý muốn của chúng ta, bởi vì các bạn thấy trên một cái váy nó sẽ có rất nhiều ví dụ điểm sáng màu xanh sáng và màu nó sẫm một chút, cho nên chúng ta không thể đổi hết được. Vậy thì chúng ta phải sử dụng cái tính năng khác của Coloration, là chúng ta sẽ kích vào cái biểu tượng này, sau đó chương trình sẽ hiển thị cái bảng màu. Chúng ta sẽ kích vào cái dấu cộng ở đây. Sau khi chúng ta kích vào dấu cộng thì chúng ta di chuyển vào cái màu sắc mà chúng ta muốn thay đổi. Chúng ta sẽ kích vào. Sau đó chúng ta sẽ làm cách nào để chúng ta nhận biết được các cái màu ở đây. Thì chúng ta phải giảm cái saturation ở đây đi. Chúng ta sẽ thấy một vài điểm nó xuống về đen trắng. Tương tự tiếp theo thì chúng ta giữ phím Ctrl trên bàn phím. Và chúng ta giữ chặt phím này, chúng ta sẽ kích tiếp vào những cái dạng màu tiếp theo của màu xanh, ví dụ màu xanh sáng ở đây thì các bạn thấy nó chuyển về đen trắng. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn những màu xanh khác. Chúng ta càng làm kỹ thì cái màu mà chúng ta cần chuyển nó sẽ được chi tiết hơn. Chúng ta sẽ khoanh vùng màu. Sau khi xong thì chúng ta sẽ tăng saturation lên. Đấy, chúng ta sẽ thấy. Bây giờ chúng ta có thể dùng tính năng hue ở phía dưới để chúng ta đổi màu váy. Như các bạn thấy, nó sẽ đổi được thành màu tím hay màu bất kỳ. Sau khi xong thì chúng ta chỉ việc kích vào biểu tượng exit để thoát. Thì đó là cái phần áp dụng về tính năng đổi màu đầu tiên. Tương tự dùng cái Coloration đây, chúng ta có thể làm cái hiệu ứng khác. Ví dụ như chúng ta reset lại cái phim, chúng ta sẽ thấy trên màu xanh. Bây giờ chúng ta sẽ giữ lại cái màu xanh trên váy của cô gái này. Và chúng ta sẽ chuyển tất cả những màu nào không phải là màu xanh về dạng đen trắng. Tức là chúng ta muốn giữ lại một màu. Thì chúng ta làm cách nào? Thì tương tự như thế, nhưng mà chúng ta làm bước ngược lại. Chúng ta cũng kích vào biểu tượng này. Sau đó chúng ta kích vào dấu cộng. Trước tiên chúng ta kích vào một màu bất kỳ khác màu xanh và chúng ta giảm saturation xuống. Các bạn thấy nó thành màu xanh.
Và chúng ta giữ phím Ctrl, bây giờ chúng ta sẽ khoanh một cái vùng màu. Đấy. Những cái màu khác, màu xanh, chúng ta tiếp tục. Đấy, màu đỏ chúng ta sẽ kích vào. Đấy, tiếp tục. Đấy, màu đỏ chúng ta sẽ kích vào. Đấy, ra. Nó sẽ kích vào những cái màu còn lại. Chúng ta tìm được màu càng kỹ thì cái màu chúng ta càng chính xác. Thì như vậy các bạn thấy ở đây là chúng ta đã loại toàn bộ các màu khác mà giữ nguyên cái màu xanh trên áo của cô gái này. Như vậy đó là cách áp dụng tính năng coloration để chúng ta tạo được những cái hiệu quả đặc biệt. Bây giờ chúng ta chỉ việc thoát ra và chúng ta sẽ đợi chương trình render. Như các bạn thấy ở đây chúng ta đã thay đổi được màu sắc và chúng ta có thể play lại. Thì như các bạn thấy đây, cái đoạn phim đầu tiên chúng ta làm là cái dải áo màu xanh này ở cái màn hình short view là cái phim gốc, chúng ta đã chuyển thành nó thành cái váy màu tím, mà các màu sắc khác không hề thay đổi, những cái dải vàng ở các cái đường viền của áo. Tiếp theo là chúng ta đã tạo một cái hiệu quả đặc biệt từ coloration, chúng ta giữ lại cái màu xanh trên áo của cô gái này và toàn bộ các cái màu khác chuyển về đen trắng. Như vậy là chúng ta đã tạo hiệu quả đặc biệt từ coloration. Bài hướng dẫn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn thành công.